Bà ngoại Hồng Loan rất yếu, gọi cháu gái về thừa kế tài sản 1.000 tỷ đồng. Hồng Loan nhận được tin dữ từ bà ngoại, đã đưa chồng con về thăm bà. Về Bến Tre, đây là nơi ở của bà ngoại Hồng Loan, vô cùng xúc động vì xót xa cho bản thân của mình quá. Bà Vũ Linh vừa mất, vừa đoàn tụ với bà ngoại ruột chưa bao lâu. Giờ đây bà ngoại than thương, sức khỏe đã yếu, không biết sống được bao lâu, còn nỗi đau thương nào hơn nữa. Đứng trước bà ngoại nằm trên giường, Hồng Loan đã khóc nức nở ôm chầm lấy bà. Hai bà cháu ôm nhau khóc rất nhiều, ai thấy cũng thương và buồn cho hai bà cháu. Bà ngoại đã tâm sự với Hồng Loan rất nhiều và kể về thân thế thực sự và nhắc nhở rằng cháu gái hãy vững tin vì con là con gái ruột thực sự của bà Vũ Linh. Bà ngoại cũng tin rằng con sẽ chiến thắng thôi. Trước lời động viên của bà ngoại, Hồng Loan càng vững tin hơn để chiến đấu tới cùng, giữ những gì còn lại của ba, không thể để ai chiếm đoạt làm của riêng. Còn về phần bà ngoại biết là không còn được nhiều thời gian nữa, nên ngoại muốn Loan sẽ là người thừa kế toàn bộ cái gia sản này. Đây là toàn bộ tâm huyết của bà. Trước khi ra đi mãi mãi, bà muốn giao lại cho Loan nắm giữ. Hồng Loan đã vô cùng xúc động và hứa sẽ giữ cái gia sản này và làm những điều có ích nhất để bà được an lòng. Luật sư của bà Hồng Loan, con nghệ sĩ Vũ Linh cho biết, kết quả xác minh nhân thân theo yêu cầu từ phía nguyên đơn càng khẳng định 100% Hồng Loan là con hợp pháp của cố nghệ sĩ. Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với bà Võ Thị Hồng Loan, con gái nghệ sĩ Vũ Linh, bị đơn trong vụ tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Tại buổi làm việc, bà Loan đã được tiếp cận sau chụp tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án như công văn phúc đáp của Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận về hồ sơ đăng ký khai sinh và nuôi con nuôi của bà Hồng Loan theo yêu cầu của nguyên đơn, bản tự khai của bà Hồng Nhung, Hồng Phượng. Ngoài ra, bà Loan cũng có đơn yêu cầu tòa án xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố của mình. Cụ thể, thẩm định tài sản liên quan đến việc yêu cầu nguyên đơn bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh, di dời toàn bộ tài sản cá nhân ra khỏi nhà số 5 đường Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Luật sư của bà Võ Thị Hồng Loan cho rằng, những tài liệu chứng cứ do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cung cấp về nhân thân Hồng Loan càng khẳng định 100% Hồng Loan là con hợp pháp của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Như đã thông tin, sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, bà Võ Thị Hồng Nhung, 60 tuổi, em gái của nghệ sĩ Vũ Linh đã khởi kiện bà Võ Thị Hồng Loan ra tòa để tranh chấp thừa kế. Theo đó, bà Nhung đề nghị tòa tuyên hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Loan lập ngày 7 tháng 4 năm 2023 tại văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của nghệ sĩ Vũ Linh, gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 5 đường Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp ngày 23 tháng 1 năm 2015. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87 và 88, tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, do Ủy ban Nhân dân Thủ Đức cấp ngày 19 tháng 12 năm 1998 và một chiếc ô tô. Những tài sản này đã được sang tên cho bà Loan. Bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên như trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, bà Nhung còn yêu cầu chia thừa kế đối với hai thửa đất tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu. Đến ngày 9 tháng 8, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận thụ lý yêu cầu phản tố của bà Loan. Theo nội dung phản tố, bà Loan yêu cầu nguyên đơn và bà Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 đường Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Hiện căn nhà này do bà Loan đứng tên. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án gồm ông Võ Thành Nhiêu, em trai của nghệ sĩ Vũ Linh, bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu gái của nghệ sĩ Vũ Linh và văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến. Thoại Mỹ Linh Tâm chia sẻ xúc động trong giỗ đầu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hôm 23 tháng 2, Hồng Loan tổ chức giỗ đầu cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều nghệ sĩ như Vũ Luân, Bình Tinh, Nguyên Vũ, Linh Tý, Bích Trâm có mặt để tưởng nhớ giọng ca Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài. Trong khi đó, Tài Linh gửi hoa, trái cây đến viếng, bày tỏ tình cảm dành cho ngôi sao của sân khấu cải lương. Sinh thời, Vũ Linh là một giọng ca đình đám, được nhiều khán giả yêu mến bởi tài năng, sự hết mình vì nghệ thuật. Thời điểm ông qua đời, không ít sao Việt bày tỏ niềm xót xa, tiếc nuối. Nhiều YouTuber cũng đến nhà riêng của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để quay hình. Theo Hồng Loan, điều đó xuất phát từ tình yêu thương mà mọi người dành cho giọng ca 5X. Được biết, kể từ khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, Hồng Loan dọn về căn nhà ở quận Phú Nhuận của ông để sinh sống lo nhang khói. Nghệ sĩ Thoại Mỹ chia sẻ xúc động về người anh trong nghề. Tròn một năm em gái Thoại Mỹ cũng như anh chị em đồng nghiệp và quý khán giả mất anh, nhưng anh Năm ơi, anh vẫn luôn sống mãi trong lòng của tất cả mọi người. Nghệ sĩ Linh Tâm, người em thân thiết của Vũ Linh không giấu được xúc động khi tròn một năm ngày mất của đồng nghiệp. Mãi nhớ về anh, người thầy của em. Vũ Linh sinh năm 1958, ông là giọng ca nổi tiếng của sân khấu cải lương, được nhận xét là đa tài khi vừa có thể diễn được thể loại tâm lý xã hội, vừa làm tốt thể loại tuồng cổ. Trong sự nghiệp nghệ thuật của ông có thể kể đến các tác phẩm Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, Thần Nữ Dâng Ngũ Linh Kỳ, Sử Án Bàng Quý Phi, v.v.
Mẹ con Hồng Phượng đã thu kiện đóng án phí 2 tỷ đồng. Hồng Loan xúc động thông báo với fan hâm mộ đã thắng kiện, không còn sợ mất căn nhà kỷ niệm của ba Vũ Linh. Mẹ con Hồng Phượng biết chắc sẽ thua kiện nên xuống nước xin hòa giải từ phía Hồng Loan. Sau 10 tháng chiến đấu tới cùng, không lẽ nào Hồng Loan phải gật đầu, đâu dễ dàng như vậy. Bởi theo như Hồng Loan chia sẻ, sống từ nhỏ đến lớn với mẹ con Hồng Phượng, cô quá hiểu con người của mẹ con họ ra sao. Nên Loan nhất quyết không thể nào hòa giải được, phải có sự dứt khoát còn về lâu dài. Ai biết khi hòa giải xong thì mẹ con họ sẽ trở quẻ, sau này sẽ còn khó hơn cho Loan. Nên nhờ sự tư vấn của anh hai Vũ Luân và chị ba Bình Tinh, Hồng Loan không có cuộc hòa giải nào với mẹ con Hồng Phượng. Thu kiện mẹ con Hồng Phượng khóc ròng với án phí lên đến 2 tỷ đồng. Đây là sự trả giá quá thích đáng cho mẹ con Hồng Phượng chỉ vì tham lam mà giờ mới ra nông nỗi này. Hồng Loan con gái Vũ Linh sau những ồn ào, mối quan hệ giữa mình và mẹ con nghệ sĩ Hồng Phượng như giọt nước tràn ly. Hồng Loan con gái Vũ Linh nói, sau những ồn ào, mối quan hệ giữa mình và mẹ con Hồng Phượng như nước tràn ly, không thể cứu vãn. Chị Hồng Loan gặp gỡ báo chí chia sẻ về vụ việc tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Buổi gặp mặt có hai luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hồng Loan, luật sư Nguyễn Tuyết Ngọc và Nguyễn Trọng Ân. Sáng cùng ngày, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đến xem xét thẩm định đối với yêu cầu phản tố của Hồng Loan tại nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Sau quá trình làm việc kéo dài vài giờ, việc thẩm định hoàn thành. Phía bà Hồng Nhung và Hồng Phượng mang một số đồ đạc cá nhân ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Đối với đồ đạc còn lại, tòa án kiểm tra, niêm phong, lập biên bản dưới sự chứng kiến của các bên. Hồng Loan nói suốt nhiều tháng qua cô chịu nhiều áp lực, mệt mỏi. Các bài viết với nội dung như Hồng Loan là con nuôi Vũ Linh, bất hiếu, nói xấu cha, không chăm cha bệnh khiến chị bị nhiều người công kích. Trong buổi gặp gỡ, Hồng Loan khẳng định những thông tin này không đúng sự thật. Chị thông qua luật sư cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ danh dự của bản thân. Con gái Vũ Linh cũng mong muốn được cung cấp thông tin chính thống, xác thực đến cơ quan truyền thông, tránh những điều sai lệch. Luật sư đại diện của Hồng Loan bày tỏ, dư luận nên theo dõi diễn biến vụ việc, đừng làm quá vấn đề, ảnh hưởng đến người trong cuộc. Tất cả những diễn biến liên quan đến vụ án nếu cần thiết và trong phạm vi cho phép, chúng tôi sẽ chính thức thông báo đến khán giả. Chúng tôi mong mọi người theo dõi thông tin trên các báo chính thống, cho tới khi vụ án được giải quyết xong, bà Ngọc nói. Trước câu hỏi sau những ồn ào mối quan hệ của chị và nghệ sĩ Hồng Phượng ra sao, Hồng Loan bày tỏ. Buồn vì cả hai từng xem nhau như ruột thịt, sống chung từ nhỏ. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra trong vài tháng qua như giọt nước tràn ly khiến mối quan hệ giữa cả hai đổ vỡ. Trước khi đưa nhau ra tòa, tôi từng nghĩ hai chị em có thể ngồi nói chuyện với nhau về mặt tình cảm. Còn bây giờ kiện tụng đã nhờ pháp luật can thiệp thì như giọt nước tràn ly, tôi không còn gì để nói, Hồng Loan nói. Giữa ồn ào, Hồng Loan nhận được sự ủng hộ từ các nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, Bình Tinh, Nguyên Vũ. Con gái Vũ Linh cũng tập trung công việc bán hàng online tại nhà thời gian qua. Chị hiện cơ bản ổn định cuộc sống, kinh tế để chăm sóc các con nhỏ và lo hương khói cho cha. Về thông tin đóng MV lấn sân sang nghệ thuật, Hồng Loan khẳng định bản thân không có ý định làm ca sĩ. Những lần cô tham gia đóng MV đều được các nghệ sĩ ngỏ lời mời và chỉ nhằm mục đích kỷ niệm. Hồng Loan hầu hết chỉ hát các ca khúc nổi tiếng của người cha quá cố. Tôi muốn mọi chuyện được êm ấm để cha an nghỉ. Tôi buôn bán nhỏ tại nhà để lo cho gia đình, khói hương cho tổ tiên ông bà, chị Loan nói. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời ngày 5 tháng 3 tại nhà riêng sau thời gian chống chọi bệnh ung thư, thọ 66 tuổi. Ông mất không để lại di chúc, dẫn đến tranh chấp liên quan về tài sản thừa kế từ những người thân.